Chân sư và thánh đạo. Chương 8. Các cuộc điểm đạo thứ nhì và thứ ba. Quả vị tu đà hàm, sakridagamin và anaham anagami. Ba điều chướng ngại đầu tiên. Người thí sinh vượt qua cuộc điểm đạo thứ nhất đã vĩnh viễn bước vào đường đạo thật sự. Con đường này đưa đến quả vị chân tiên, tức là giai đoạn cuối cùng, đưa y thoát ra khỏi kiếp làm người để bước vào đời sống siêu nhân loại. Nhìn vào con đường này từ bậc dưới thấp, người ta có thể ngạc nhiên mà thấy người thí sinh không bị kiệt sức sau khi đã trải qua những công phu nhọc nhằn đưa y đến cuộc điểm đạo thứ nhất, và cũng không ngả lòng hay chán nản trước những đỉnh núi cao vợ dựng lên trước mặt y trên con đường đào gai go hiểm trở mà y còn phải vượt qua. Nhưng người thí sinh đã hòa mình với sự sống thiêng liêng và sức mạnh của y nay đã tăng lên gấp 10. Đó là nhờ bởi cõi lòng y được tinh khiết và sự tốt đẹp huy hoàng của một nhân loại lý tưởng càng ngày càng hiện rõ rệt. Đối với y có một sự hấp dẫn và một sự cảm hứng dồi dào mà không một thú vui vật chất nào ở trần gian có thể sánh kịp. Cuộc điểm đạo thứ nhì kết thúc giai đoạn đầu trên đường đạo của người thí sinh. Muốn được hai lần điểm đạo, y phải dứt bỏ ba điều chướng ngại sau đây. 1. Sakkaya Ditthi, tức là ảo tưởng về bản ngã. 2. Vichikicheha, tức là sự nghi ngờ. 3. Silabata Paramasa, tức là sự mê tín. Chướng ngại thứ nhất là cái ý thức của bản ngã cho rằng tôi là tôi, nó chỉ là một điều ảo tưởng thuộc về phàm nhân và phải được loại trừ ở ngay bước đầu của con đường tiến hóa thật sự. Nhưng dứt bỏ điều chướng ngại đó còn ngụ ý rằng người thí sinh phải nhận định rằng cái chân tánh của con người vốn là một với tất cả, và bởi đó y không có thể có những thích thú riêng tư nào trái ngược với những thích thú của những kẻ đồng loài. Y chỉ thật sự tiến hóa khi nào y giúp đỡ sự tiến hóa của kẻ khác. Còn điều chướng ngại thứ hai thì thiệp tưởng cần phải nói rõ vài lời. Những người được hấp thụ văn hóa và tư tưởng của người Âu thường quen thuộc với cái ý nghĩa sai lầm rằng những tín đồ của mọi tôn giáo, đạo giáo hay mô phái đều phải có một đức tin mù quáng và tuân theo một cách triệt để, không bàn cãi hay biện luận những tín điều của các tôn giáo đó. Bởi đó, khi họ nghe nói rằng trong khoa học huyền môn sự nghi ngờ là một chướng ngại cho sự tiến bộ, thì họ có thể nghĩ rằng trên đường đạo có lẽ người thí sinh cũng bị bắt buộc phải có một đức tin mù quáng giống như những sự mê tín của thời buổi hiện đại. Đó là một điều lầm lạc rất lớn. Quả thật, sự nghi ngờ về một vài vấn đề là một trở ngại cho sự tiến bộ về tinh thần, nhưng phương thuốc trị sự nghi ngờ đó không phải là đức tin mù quáng, vì chính điều này cũng là một chướng ngại mà là một sự quả quyết chắc chắn căn cứ trên kinh nghiệm cá nhân hay trên sự suy luận bằng lý trí. Khi một đứa học trò nghi ngờ sự đúng đắn của bài toán cửu chương thì nó không thể nào học giỏi về khoa đại số, nhưng sự nghi ngờ của nó chỉ có thể được giải quyết một cách mỹ mãn bằng sự hiểu biết căn cứ trên sự suy luận và thí nghiệm rằng bản cửu chương là đúng. Nó tin rằng 2 nhân cho 2 là 4, không phải vì người ta nói với nó như vậy, nhưng vì điều ấy đối với nó đã trở nên một sự thật hiển nhiên, và đó chính là phương pháp duy nhất để giải quyết sự nghi ngờ theo ý nghĩa của khoa huyền môn. Danh từ Vichikicca được định nghĩa như là nghi ngờ những giáo lý về nhân quả và luân hồi, và nghi ngờ sự hiệu quả của phương pháp đưa đến mức toàn thiền, tức là con đường chánh đạo. Nhưng sự hiểu biết những vấn đề này cũng làm cho ta nhận thức một cách rõ ràng rằng cõi thế gian là một trường học thiêng liêng, rằng thiên cơ là sự tiến hóa của sự sống trường tồn bất diệt xuyên qua những hình thể hữu hoại, và cơ trời là một cái gì tốt đẹp và huy hoàng vô cùng. Nhờ dứt bỏ điều chướng ngại thứ nhì, người đạo đồ có được sự quả quyết chắc chắn
căn cứ trên sự hiểu biết cá nhân và sự suy luận rằng giáo lý của huyền môn về những điểm nói trên là đúng. Điều chữ ngài thứ ba, sự dị đoan mê tín được miêu tả như là gồm tất cả mọi sự tin tưởng mù quáng hoặc sai lầm và sự tin tưởng rằng những nghi thức lễ bái bề ngoài là cần thiết cho sự tu tâm luyện tánh. Người đạo đồ thấy rằng tất cả những phương tiện giúp đỡ mà những tôn giả lớn đưa ra như là sự cầu nguyện, lễ bái, hành hương, nhịn đói và bao nhiêu những nghi thức cũng tệ khác đều chỉ là những phương tiện giúp đỡ bề ngoài mà thôi, chớ không có gì khác hơn. Người khôn ngoan sẽ áp dụng những phương tiện hoặc nghi thức nào mà y thấy rằng hữu ích, nhưng sẽ không bao giờ tin tưởng rằng những nghi thức bề ngoài đó sẽ đủ sức giúp cho y được giải thoát. Người ấy biết chắc chắn rằng sự giải thoát chỉ có thể đạt tới được do nội tâm, và mặc dù những phương tiện giúp đỡ bên ngoài có thể là rất hữu ích để phát triển ý chí, minh triết và bác ái, nhưng chúng không thể thay thế cho sự tự lực công phu cố gắng. Nhờ đó người hành giả mới đi đến mục đích. Người dứt bỏ được điều chữ ngài này sẽ nhận thấy rằng không có một hình thức tôn giáo nào là cần thiết cho tất cả mọi người, nhưng với bất cứ một tôn giáo nào, và thậm chí ở ngoài vòng tôn giáo, người ta cũng có thể tìm thấy con đường đạo đưa đến mục đích. Ba điều chữ ngài này đều có liên lạc chặt chẽ với nhau. Khi người ta đã hiểu rõ sự khác biệt giữa chân nhân và phàm nhân, thì người ta có thể hiểu được sự thật về vấn đề luân hồi và giải tán mọi sự nghi ngờ về vấn đề này. Kể đó, sự hiểu biết về tính cách trường tồn bất diệt của linh hồn sẽ làm cho người ta tin tưởng nơi sức mạnh linh hồn của chính mình và dẹp tan mọi điều dị đoan mê tín. Mỗi giai đoạn trên đường đạo đều chia làm 4 thời kỳ. Thời kỳ thứ nhất là mắt go hay phương tiện, trong khi đó người học đạo cố gắng loại trừ những chướng ngại. Thời kỳ thứ hai là pha la hay kết quả, trong khi đó người học đạo thấy rằng những cố gắng của y càng ngày càng đem lại kết quả. Thời kỳ thứ ba là Bhavaka hay viên mãn, trong khi đó mọi kết quả đã thành tựu một cách trọn vẹn. Người học đạo có thể thực hiện một cách mỹ mãn công việc thuộc về thời kỳ phát triển hiện tại của y. Thời kỳ thứ tư là Gotrabu, nghĩa là thời kỳ mà y đạt tới một trạng thái có thể trải qua một cuộc điểm đạo kế tiếp. Để trở nên một vị Gotrabu, người học đạo tuyệt đối cần phải diệt trừ những chướng ngại thuộc về giai đoạn của y trên đường đạo. Trước khi một người có thể qua cuộc điểm đạo thứ nhì, vị điểm đạo cho Đức Ngọc Đế chọn lựa đòi hỏi những bằng chứng về việc người ấy đã sử dụng cách nào những quyền năng mà y đã thâu thập trong cuộc điểm đạo thứ nhất. Và một điều tốt đẹp trong cuộc lễ là khi những người đã từng được người thí sinh giúp đỡ tiến lên để chứng minh điều đó. Một điều kiện bắt buộc trong cuộc điểm đạo này là người thí sinh phải có phát triển quyền năng hoạt động tự do trong thể trí của y. Vì cuộc lễ điểm đạo thứ nhất diễn ra trên cõi trung giới, còn cuộc lễ điểm đạo thứ nhì diễn ra trên cõi hạ thiên. Điều đó có lẽ khó dung hòa với điều người ta nói rằng những cuộc điểm đạo thường diễn ra trong một gian phòng hay một khu vườn. Nhưng sự thực đúng như vậy. Nếu cuộc điểm đạo do Đức Di Lặc Bồ Tát làm chủ lễ, thì cuộc lễ thường được cử hành nơi khu vườn hoặc trong gian phòng lớn của ngài. Chính ngài dự cuộc lễ trong thể xác của ngài, và trong nhiều trường hợp, Đức Bàn Cổ Vaivasvata cũng làm y như vậy vì ngài ở gần đó. Tất cả những vị khác có mặt thường đến bằng thể vía trong những cuộc điểm đạo thứ nhất và bằng thể trí nếu là cuộc điểm đạo thứ nhì. Những đấng cao cả tham dự cuộc lễ đặt tôn thức của các ngài một cách dễ dàng vào bất cứ cõi giới nào khi cần thiết. Nhưng vì mọi sự vật ở cõi trần đều có một sự phản ảnh rõ rệt trên các cõi trung giới và thượng giới, cho nên những sự miêu tả như trên đều là hoàn toàn đúng sự thật.
Một cuộc điểm đạo thứ nhì, chứng quả Tu-đà-hàm, Sakri-đà-gà-mi. Chúng tôi được tin cho biết sẽ có một cuộc hội họp lớn của các đấng chân sư tại nhà của Đức Di Lặc Bồ Tát vào đêm trăng rằm. Và thừa dịp này sẽ có một cuộc thâu nhận vài thí sinh vào cuộc điểm đạo Tu-đà-hàm. Sau khi đó, Đức Chân Sư Moriya muốn rằng những vị đỡ đầu cho những thí sinh trẻ tuổi này hãy đến gặp Ngài trước 10 giờ tối. Tối hôm đó, nhiều huynh đệ từ Ấn Độ đến đã thấy lãng vãng chung quanh, và khi những thí sinh cùng những vị đỡ đầu đến nhà Đức Chân Sư Kutumi thì họ đi theo sau một cách kín đáo và đợi chờ một cách kính cẩn ở gần nơi đó. Sau khi họ đã đến nhà được một lát, thì Đức Chân Sư Moriya bước vào. Hai vị chân sư liền đến nhà Đức Di Lặc ngay sau đó, còn những vị đệ tử đi theo và đứng ở ngoài vườn trong khi hai vị chân sư vào trong nhà. Khu vườn này ở trên sườn phía nam dãy Himalam Sơn, nhìn xuống những vùng đồng bằng bao la của xứ Ấn Độ xa tận chân trời. Vườn có bóng rợp che và giáp với một cụm rừng thông ở bên tay mặt. Bên kia cụm rừng về phía đông có một ngôi nhà bằng đá rất cổ với một hàng ba rồng và nhiều cột, tức là nhà của Đức Bàn Cổ Vaivastha, khu vườn của Đức Di Lặc. Đêm ấy, ánh sáng trăng rằm tỏa xuống soi khắp các khóm hoa và chiếu sáng trên mặt ghế cẩm thạch dưới gốc cây đài thọ, là nơi an tọa thường ngày của Đức Di Lặc và cũng là nơi Ngài ngồi trong dịp họp đêm nay. Các đấng chân sư ngồi chung quanh Ngài theo một vòng bản nguyệt trên chiếc bao lơn đầy cỏ mọc ngay phía giữa chỗ Ngài ngồi. Đứng trên bao lơn, một bậc thấp hơn nữa là hai thí sinh giữa hai đấng chân sư giới thiệu cho họ là chân sư Kutumi và chân sư Jiwakun. Ở phía sau những vị này là những vị đỡ đầu cho hai thí sinh trẻ tuổi ở cõi hài giới. Đức Bàn Cổ ngồi hơi lui về phía sau, bên tay mặt Đức Di Lặc Bồ Tát. Và ở phía trên hai ngài, chiếu nhiều hình ảnh Phật Thích Ca. Trong kiếp cuối cùng của Đức Phật ở thế gian, Ngài đã từng nhận ở hai người thí sinh này lời nguyện thiêng liêng bất diệt. Và bây giờ Ngài ban ân huệ thiêng liêng của Ngài cho họ trong dịp tiệc bước lên một quả vị mới. Gần bên Ngài là Đức Văn Minh Đại Đế Maha Chohan, vị chủ tể của năm cung, và ở chính giữa hai ngài và hơi ở phía trên một chút, lát nữa sẽ chiếu sáng ngôi sao của đấng điểm đạo độc tôn, tức là Đức Ngọc Đế chủ tể của quần tiên hồi, để đáp lại lời thịnh nguyện của Đức Bồ Tát. Đó là cả bối cảnh long trọng và huy hoàng của cuộc lễ điểm đạo. Chân sư Kutumi và chân sư Dajiwakul dắt hai vị thí sinh tiến lên một bước, và Đức Bồ Tát hỏi rằng: những người này là ai mà các vị đưa đến đây như vậy? Chân sư Kutumi đáp: đây là hai sư đệ sau khi đã dứt bỏ những chuyện ngài cách biệt bản ngã, nghi ngờ và dị đoan, và đã lập nhiều công quả, nay muốn được chứng quả vị Tu-đà-hàm Sakri-đà-gà-min. Tôi xin giới thiệu họ như những vị Wotchaku. Đức Di Lặc hỏi: các vị sẽ tiếp tục dìu dắt những sư đệ này trên đường đào mà họ sẽ bước vào chăng? Chân sư đáp: tôi sẽ tiếp tục. Đức Di Lặc họ nói: luật lệ của chúng ta bắt buộc phải có hai vị sư huynh cao cấp bảo đảm cho mỗi thí sinh trong cuộc điểm đạo thứ nhì. Vậy có sư huynh nào khác ủng hộ lời thỉnh cầu của họ chăng? Chân sư Dajiwakul đáp: tôi xin bảo đảm. Đức Di Lặc quay về phía những người đỡ đầu và nói: còn các vị với tư cách là hai sư huynh sống ở ngoài thế gian, đã đảm nhiệm coi sóc cho người thí sinh trẻ tuổi, các vị đã có kinh nghiệm trong chức vụ đỡ đầu. Vậy trong khi thể xác của thí sinh này còn non nớt và trẻ tuổi, vì có sẵn lòng tiếp tục đỡ đầu cho y và giúp đỡ y trên đường đạo chăng? Hai vị đỡ đầu trả lời: chúng tôi sẵn lòng. Đức Di Lặc hỏi: các vị đối với y có đủ tình thương để cho công việc đỡ đầu được dễ dàng và tốt đẹp chăng? Hai vị đáp:
tình thương của chúng tôi đối với y hiện nay còn sâu đậm hơn là lúc ban đầu. Y rất dễ dạy và ham học hỏi, Đức Di Lặc nói với người thị sinh trẻ tuổi. Còn về phần con có thương yêu hai vị sư huynh này và tiếp tục chiều sự hướng dẫn của hai vị một cách tuyệt đối chăng? Người thị sinh đáp, con xin vui lòng vì con thương yêu cả hai sư huynh con và biết ơn cả hai vị đã dìu dắt con trên đường đạo. Đức Di Lặc nói với hai thị sinh, vậy hai con muốn được chứng quả vị Tu Đà Hàm phải chăng? Hai người đáp, chúng con muốn như vậy nếu chúng con có đủ sức. Đức Bồ Tát nói, theo luật lệ của quần tiên hội từ ngàn xưa, những thí sinh điểm đạo phải trả lời các câu hỏi về việc họ đã sử dụng như thế nào những quyền năng ban bố cho họ. Có ai làm chứng về những việc làm của hai thí sinh này kể từ khi họ đứng tại đây lần trước và được thâu nhận vào quần tiên hội? Họ đã làm những gì để truyền bá đạo lý? Ai là những người đã được họ giúp đỡ? Những lời nói nghiêm chỉnh đó vang rền chung quanh như những tiếng kêu gọi. Một đám người làm chứng từ bốn phía tiến lên rất đông và đứng trong im lặng. Họ nhìn hai người thí sinh đứng ở giữa với những cặp mắt triều mến và biết ơn. Chân sư Kutumi nói, đây là những người từ nhiều xứ và nhiều địa phương khác nhau đã nhờ hai đệ tử của tôi đem đến cho họ ánh sáng chân lý, sức mạnh và sự an ủi. Người đệ tử lớn này đã truyền bá giáo lý của tôi cho hàng ngàn người và đã hoạt động không ngừng để đem ánh sáng cho những kẻ tối tăm, và những người này hiện có mặt nơi đây để làm chứng. Y cũng có việc một quyển sách và nhiều bài vở, và đó là bằng chứng việc làm của y để phụng sự kẻ khác. Còn người đệ tử nhỏ của tôi, chân sư mỉm cười một cách dịu dàng, hãy còn ở trong thể xác quá trẻ để có thể hoạt động, nhưng y đã có việc một quyển sách nhỏ để truyền bá giáo lý mà tôi đã dạy y. Có hàng muôn người coi y như người dìu dắt hướng dẫn họ đến gần chúng ta, và họ cũng đang có mặt tại đây để làm chứng. Có nhiều dòng hô to chúng tôi làm chứng, và không khí có vẻ như chuyện âm thanh vang rền của hàng bao nhiêu dòng nói cùng một lúc. Đức Bồ Tát mỉm cười một cách rất ngọt ngào không thể tả, trong khi Ngài với tư cách là đấng cụ thể nghe những câu trả lời đáp lại lời kêu gọi của Ngài lúc này. Kể đó, người đỡ đầu thứ nhất nói, tôi xin làm chứng cho người lớn tuổi hơn trong hai người thí sinh này. Trong những thời kỳ khủng hoảng, y đã giữ vững lòng trung kiên đối với Đức Thầy và đối với tôi. Y cũng đã tận dụng mọi quyền năng của y để phụng sự kẻ khác một cách bền lòng và vị tha. Còn đối với người thí sinh trẻ tuổi hơn, tôi xin chứng minh rằng y luôn luôn tìm cách giúp đỡ người khác một cách khéo léo và ban rải tình thương. Nó làm cho sự có mặt của y là một nguồn ân huệ cho người chung quanh. Mọi người đều biết giá trị của quyển sách nhỏ quý vô giá của y. Người đỡ đầu thứ nhì cũng ủng hộ hai người thí sinh bằng những lời lẽ như sau. Tôi cũng chứng minh thêm cho hai vị thí sinh này, người lớn tuổi hơn đã từng giúp đỡ tôi trong công việc một cách trung thành, tận tụy và hy sinh. Tôi cũng nghe nhiều người nói rằng y đã đem đến nguồn cảm hứng và ánh sáng cho cuộc đời họ. Còn về người thiếu niên này, tôi xin chứng minh rằng y đã đem đến một nguồn cảm hứng dồi dào về tình thương và lòng sùng tín cho những hội viên ở Adya và Benares và đem đến một sự thay đổi trong cuộc đời của họ. Tôi cũng có nhận được nhiều thư từ của những người mồ đào nói rằng họ nhờ đọc quyển sách của y mà có một quan niệm mới về cuộc đời. Chân sư Kutumi kêu gọi trong đám đông những người đã học hỏi và hiểu biết chân lý nhờ sự hướng dẫn và giúp đỡ của mỗi vị thí sinh này. Nhiều người tiến lên và nhìn nhận sự giúp đỡ mà họ đã thù lành. Mỗi người đã nói lên những gì họ cảm thấy trong lòng. Và nhiều người nói rằng quyển Dưới Chân Thầy đã đem đến cho họ một quan niệm mới về cuộc đời.
những người đã được giúp đỡ nhưng không thể đến dự cuộc lễ vì họ còn thức giấc và mắc bận công việc ở thế gian, được thay mặt bởi những chiếc hình nộm do chân sư tạo ra. Và mặc dù những chiếc hình nộm đó không thể nói năng hoặc cử động, nhưng nó có thể chuyển một phần nào cả ảnh hưởng tốt đẹp huy hoàng của cuộc lễ đến cho đương sự. Kể đó, đám đông rút lui dần trong khi cuộc lễ vẫn tiến hành. Đức Bồ Tát lúc ấy mới mở lời với các thí sinh. Ngài khen ngợi công quả của họ đã làm và bày tỏ hy vọng rằng những quyền năng mới từ nay được ban cho họ sẽ được sử dụng một cách mỉm mạn cũng như trước đây họ đã từng sử dụng những quyền năng đã có. Ngài nói tiếp, các con đã vĩnh viễn loại trừ ba thứ chữ ngài, nó trói buộc người thế gian ở cõi trần. Từ nay các con hãy dùng sự giải thoát của chính mình để làm giảm bớt sự phiền não của chúng sinh do nơi ba thứ chữ ngài đó gây ra. Các con đã có kinh nghiệm một cách chắc chắn rằng ý thức về bản ngã là một ảo tưởng. Từ nay các con hãy làm cho sự quả quyết đó thấm nhuần tới các hà thể để cho các con sẽ không còn có một hành động hay tư tưởng nào thuộc về bản ngã, mà trái lại mọi việc làm đều phải phù hợp với cái đại ngã duy nhất, nó xuyên qua tất cả chúng sinh. Vậy các con có cố gắng thực hiện điều đó hay chăng? Cho đến lúc thành công, hai vị thí sinh đáp, con sẽ cố gắng. Đức Di Lặc nói, các con đã vượt trừ chuyện ngài nghi ngờ, các con đã biết chắc chắn rằng sự tiến hóa là một điều có thật và phương pháp tiến hóa của vạn vật là luôn luôn giáng xuống cõi vật chất. Dưới sự cai quản của luật thừa trừ, các con phải sử dụng những quyền năng sẽ ban bổ cho các con để giúp cho kẻ khác cũng diệt trừ sự nghi ngờ, để cho họ cũng được chia sẻ sự hiểu biết như các con. Vậy các con sẽ dùng những quyền năng đó để giúp đỡ kẻ khác hay chăng? Hai người thì xin đáp, con sẽ vui lòng làm như vậy. Đức Di Lặc nói tiếp, các con đã vượt qua chướng ngại dị đoan. Các con biết rằng người ta có thể tìm thấy ánh sáng trong bất cứ tôn giáo nào. Các con biết rằng những nghi thức lễ bái không có một chân giá trị nào. Và tất cả hiểu biết và ý chí, trên hết các con đã dứt bỏ sự tin tưởng dị đoan nơi một thần quyền tàn bạo cầm quyền sinh sát trong vũ trụ. Các con biết rằng tất cả mọi loài đều sinh hoạt trong một tình bạc ái đại đồng. Và chính cái tình bạc ái ba la đó là cái giáo điều mà các con phải phổ biến khắp trên thế gian. Vậy các con có tìm cách phổ biến tình bạc ái đại đồng để dẹp bớt sự tối tăm u ám trên thế gian chăng? Hai người thì xin đáp, chúng con xin vâng lời ạ. Đức Di Lặc nói tiếp, các con chưa quên rằng không có sự tội tâm u ám nào khác hơn là sự tội tâm gây nên bởi vô minh và ảo tưởng. Có câu nói rằng mỗi một ân huệ toàn hảo là từ trên ban xuống, do nơi đấng cha lành tuyệt đối, đấng thiêng liêng vốn là ánh sáng nơi đó không có sự tội tâm. Nhưng con người không chịu hướng về ánh sáng của ngài mà lầm lùi đi trong bóng tối của chính họ, rồi kêu rằng đâu cũng là hắc ám. Kể đó những thí sinh phải trải qua một vài điều thử thách về công việc trên cõi thường giới. Họ phải quan sát những nhân vật trên cõi thường giới, chẳng hạn như những nhân vật sẽ được giao cho họ săn sóc về sau này. Và Đức Bồ Tát hỏi họ sẽ làm thế nào để giúp đỡ họ trong mỗi trường hợp. Một trường hợp đó là của một người tu sĩ thời Trung Cổ, tuy có lòng sùng đạo chân thành, nhưng lại có những ý tưởng vô cùng chật hẹp về Thượng Đế, về các thánh và giáo hội. Và Đức Bồ Tát chất vấn họ sẽ làm gì để giúp đỡ người tu sĩ ấy. Tất cả những gì xảy ra trong cuộc điểm đạo thứ nhì đều diễn ra trên cõi thường giới, và tất cả những nhân vật đều hoạt động trong thể trí của họ, chứ không phải trong thể giả tạo Maya Virupa mà họ thường dùng trên cõi trung giới. Sau cuộc thử thách này và sau khi những thí sinh đã giải đáp những câu hỏi một cách mỉm mạn, họ được đưa đến Đức Di Lặc và quỳ trước mặt ngài. Ngài đứng dậy,
và quay về huyện Sambala. Ngài hô to: Ôi Đức Ngọc Địa của ánh sáng, sự sống và huy hoàng, nhân danh Ngài, tôi nên nhận hai vị thị sinh này chăng? Khi đó trên đầu Ngài chiếu rạng ngôi sao sáng, biểu hiện sự chấp thuận của đấng điểm đạo độc tôn, và gương mặt của Đức Phật Gautama chiếu sáng ra người, trong khi Ngài đưa tay mặt lên để ban ân huệ. Đức Văn Minh Đại Đế Maha Chohan cũng đứng dậy để ban ân huệ của Ngài, trong khi Đức Bồ Tát đặt hai bàn tay của Ngài trên đầu mỗi vị thị sinh, và tất cả đều cúi đầu rạp xuống một cách kính cẩn trước các đấng cao cả. Kể đó, thảy đều im lặng. Trong sự im lặng đó, cả chìa khóa hiểu biết được ban cho các thị sinh. Đức Bồ Tát phóng ra từ hai thể hạ trí và thượng trí của Ngài những tia thần lực, làm kích động những thể tương đương của hai người thị sinh và làm cho những mầm đức tánh và quyền năng của họ thân linh được nảy nở một cách tốt đẹp, giống như một cái búp non được ánh sáng mặt trời làm nảy nở thành cái hoa. Những thể hạ trí và thượng trí của họ thân linh biểu lộ những quyền năng tiềm tàng một cách rất đẹp. Xuyên qua những quyền năng nảy nở đó, trực giác có thể biểu lộ tự do, và quyền năng mới này bắt đầu hoạt động. Kể đó, Đức Di Lặc nói: Bây giờ các con hãy thôi nhận quyền năng mới mà ta ban cho các con, và hãy hoàn toàn tin tưởng nơi đó. Các con hãy tập cho các hạ thể của các con được vào khuôn khổ trật tự và nhạy cảm, để cho quyền năng ấy có thể đi xuyên qua đến bộ óc và hướng dẫn cách sự thể của các con cho khỏi lầm đường lạc lối. Và như thế, nó cũng soi sáng con đường đào mà các con sẽ trải qua để chuẩn bị cho các con bước vào cuộc điểm đào thứ ba. Nói xong, Ngài ban ơn huệ lần cuối cùng, và ngôi sao cùng với những đấng cao cả đều biến mất. Tất cả mọi người đều cúi rạp đầu một lần nữa, và cuộc lễ chấm dứt. Các vị chân sư đều rời khỏi chỗ ngồi, mỗi vị đều nói một vài lời khả ái và ban ân huệ cho hai người mới được điểm đạo. Chân sư Kutimi cũng nói ít lời ủy lạo đám đông đến chứng kiến. Những người này đã rụt lui ra phía sau như đã nói trên, nhưng bây giờ được phép lại gần để giả từ những người lãnh đạo của họ. Hai vị này, nhờ sự hiểu biết mới vừa được ban bổ thêm, cũng nói một vài lời khuyên nhủ với đám người kia và ban ân huệ cho họ trước khi từ giả.